dùng thông tin cá nhân để đặt mua hàng trên Facebook. Bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, chị LP, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ nhận được một cuộc gọi thông báo nhận hàng quần áo đã đặt trước và đề nghị thanh toán. Tuy nhiên, chị cho biết không có đặt hàng và đề nghị người giao hàng kiểm tra lại có nhầm người không. Chị LP kể, khi tôi nói người bán hàng kiểm tra giúp vì có sự nhầm lẫn gì đó, bởi tôi đâu có đặt hàng, bên bán hàng họ gửi cho tôi đoạn thông tin đặt hàng trên Facebook với một tài khoản cùng tên LP và số điện thoại đúng là của tôi bất ngờ với thông tin trên tôi kiểm tra lại đúng là có tài khoản trùng tên với tôi nhưng hình ảnh khác có thể là giả mạo tôi nhưng tài khoản này lại lấy số điện thoại của tôi để đặt mua hàng với số lượng lớn khiến tôi thực sự hoang mang chị lp tiếp tục phân trần với chủ shop và nói rằng chị không đặt hàng cũng như mua hàng với số lượng lớn như vậy quá choáng váng với việc bị người khác dùng thông tin cá nhân để đặt mua hàng vô tội vạ chị lp đã lên google tìm kiếm thông tin số điện thoại của mình đã bị sử dụng như thế nào thì một bất ngờ khác xảy ra tôi thực sự không thể tin nổi. Số điện thoại tôi lại nằm trên một website tìm kiếm số điện thoại, đi kèm thêm tài khoản Facebook. Như vậy hầu như ai cũng có thể tìm thấy tôi và sử dụng thông tin một cách thoải mái như vậy, chị LP cho biết. Theo anh XT, chuyên về chạy quảng cáo Facebook tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông tin số điện thoại và tài khoản Facebook đang bị phơi bày rất nhiều trên mạng. Có nhiều cách để các bên thu thập, như việc tạo ra ứng dụng trên Facebook, người dùng khai báo và bị sử dụng hay việc công khai số điện thoại trên những fanpage tặng quà khuyến mại. Những thông tin này sẽ sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó nhiều nhất là việc bán dữ liệu cho các bên có nhu cầu. Mặt khác, anh này cũng cho biết, nhiều người khác khi thu thập được dữ liệu có thể tung chiêu giả mạo Facebook nhằm lừa đảo hoặc thậm chí là bôi nhọ và vu khống người khác. Sau khi có tài khoản giả mạo, đối tượng sẽ tiến hành kết bạn với người bạn trong danh sách bạn bè của nạn nhân và tiến hành report tài khoản chính chủ là giả mạo nhằm mục đích khóa tài khoản. Sau khi thành công, các đối tượng có thể dùng tài khoản giả mạo để lừa đảo để bôi nhọ và vu khống trước thực trạng trên người dùng cần có ngay các biện pháp để bảo vệ tài khoản của mình bằng cách thiết lập bảo mật hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội tránh click vào các trang web giả mạo các trò chơi trên mạng xã hội có khả năng thu thập dữ liệu đồng thời nên tiến hành ra soát lại danh sách bạn bè các bài viết để gỡ bỏ những đối tượng đáng nghi cũng như giữ cho thông tin tài khoản an toàn hơn ngoài ra tuyệt đối không đăng nhập thông tin facebook tài khoản ngân hàng ở bất cứ trang web xa lạ để hạn chế tối đa việc thu thập dữ liệu. Gia Hưng